Bỏ cho mọi người để hôn. Mình sẽ có một cái bốc thăm là hôn ai cũng được. Các bạn biết ở đây. Hôm nay thì bọn mình sẽ ra quán cà phê chơi một trò là một là ăn roi, hai là ăn đen. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi thử cho các bạn cùng hiểu nhá. Vừa bắt đầu game đã ốc chó. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh chỉ ai? Anh chỉ ai? Bông đi. Là đúng nào. Chương trình được tài trợ bởi Thạch Rau Câu Long Hải. Nè, ok, một cái thôi. Ok. Làm to lên. Hôn một người bên phải bạn. Là thằng Kiên. Hôn má đi. Giữ lâu vào chứ. Mình sẽ có một cái bốc thăm là hôn ai cũng được. Các bạn biết ở đây. Tại sao không ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Anh chị, chị ấy. Anh chị, Đức Công. Ở 1 là ghét, ở 10 là yêu. Thì tình cảm của Ánh dành cho Kiên Đảo là bao nhiêu? Chỉ có mức 1 hoặc 10 thôi. 1 hoặc 10 đéo hết trong 1. 1 hoặc 10. 1 hoặc 10 cơ mà. Có cái mức đấy. Có. Tao hỏi. Tao không được. Má tao người yêu. Tao chỉ Kiên. Kiên chỉ Long. Long chỉ Kiên. Hôn, anh em, hôn tất nhiên không phải Hạnh rồi. Anh sẽ chọn hết sinh đi ai. Không vui phải thật. Hỏi thật mà. Cái người thật mà. Cái người được chọn vui mà, cái người được chọn vui đấy. Môi mím cười nhưng lòng anh đau. Các bạn ơi, đấy như vậy là các bạn biết rồi, Kiên chọn anh chọn mình, tức nghĩa là đêm nay mình và Kiên thì sẽ bỏ cho mọi người để hôn. Mình sẽ có một cái bốc thăm là hôn ai cũng được. Các bạn biết ở đây. Đừng bị mắt thằng kia nào. Không có bị ăn đóng này. Không có bị ăn đóng này. Em suy nghĩ nha. One eternity later. Sếp phải nói ngọt ngào vào. Bây giờ nhá, nói như thế Tuấn Anh ở bên kia mà cho mày hôn coi như là free rồi. Còn là sao mày bốc được thì anh dùng. Hãy áp vào. Hãy áp vào. Em có dùng cái lại đâu. Hai thằng sẽ được hôn. Áp vào. Áp vào. Ôm 15 giây nào. Nhanh lên. Này em ơi, chơi nhanh lên em ơi. Chơi này không phê. Game là dễ, tỏ tình nhưng mà phải thật lòng nha. Không phải Hạnh nha, Hạnh là của tao rồi. Tỏ tình đấy. Nhanh lên nào. Đây là trò chơi mọi người phải chấp nhận chưa, đúng không? Trò chơi bình thường thôi, đừng nghĩ gì cả, mệt lắm. Trò chơi bình thường thôi, đừng nghĩ gì cả, mệt lắm. Ừ, nhanh lên nào. Nào. Nani?
Ô mày wa mo shinde iru. Bỏ điện thoại xuống đi mọi người, cái này không được quay. Như vậy có buổi hôm nay bọn mình đã hoàn thiện xong trò chơi thử thách chủ đề. Các bạn có thể biết đừng quên like, share, bè, hẹn là bạn có đi đường sau.